Xin chào anh chị, hiện tại thì em có mặt tại xã Gia Bờ Lang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị một cái lô đất rẫy kèm với một cái nhà thái nha anh chị. Cái phần diện tích cái nhà thái này là 1 xào 6, trong đó có 400 mét đất thổ cư. Anh chị có thể lấy riêng cái phần nhà hoặc là lấy riêng cái phần rẫy cũng được nha anh chị nhé. Từ vị trí lô đất này chạy ra đường liên xã thì khoảng 200 mét, chạy ra quốc lộ 14 là 3 cây số, chạy ra trung tâm thị trấn Chư Sê là khoảng 4 cây số nha anh chị nhé. Phần nhà thì lát nữa thì em sẽ giới thiệu sau. Em sẽ giới thiệu trước cho anh chị cái phần đất. Phần đất này thì có tổng diện tích là 1 hecta, trong đó thì cái chiều dài mặt tiền đường bên này là 120 mét, bên kia cũng có một đường y xì như thế này nha anh chị nhé, nhưng mà đổ bê tông nhiều hơn. Cái đường này thì đổ bê tông tới chỗ này rồi, tương lai thì cũng sẽ đổ tiếp anh chị nhé. Chiều dài mặt tiền đường này xuống dưới kia là 120 mét, bên kia cũng vậy, mảnh đất hình chữ nhật. Và chiều từ đây, từ mặt tiền đường này qua mặt tiền đường bê tông bên kia là 90 mét. Thì nếu anh chị lấy thì chủ nhà sẽ tách cho anh chị làm 2 thửa. Thửa thứ nhất là chiều dài mặt tiền đường này là 120, sâu vào 45 mét, mặt đường bên kia cũng vậy. Và chủ nhà sẽ lo cho anh chị 1.000 mét đất thổ cư cho 2 thửa anh chị nhé. Chủ nhà sẽ lo sẵn cho anh chị 1.000 mét đất thổ cư cho 2 thửa, tức là mỗi thửa là 500 mét đất thổ cư anh chị nhé. Đường này thì trước sau gì cũng đổ bê tông thôi anh chị, tại vì đây hiện tại thì đổ bê tông tới đoạn kia rồi. Còn cái đường bên kia thì đổ bê tông cũng được một nửa rồi, nó có nhà dân kìa anh chị kìa, đường bên kia là có nhà dân kìa. Về cái vị trí thì lát nữa em sẽ để ở cái phần mô tả để anh chị dễ kiểm tra nhé anh chị nhé. Để hiện tại thì cái vườn này thì đang trồng sầu riêng thôi anh chị ạ. Tường rào bốn xung quanh đã được vây B40 như thế này rồi. Sát đây thì người ta cũng mua và người ta xây nhà yến rồi anh chị này. Cái phần diện tích 1 hecta này thì rất là vuông vức, hình chữ nhật luôn anh chị ạ. Chiều dài là 120 mét, chiều sâu là, xong đường bê tông bên kia là 90 mét. Nếu anh chị lấy thì chủ nhà sẽ cắt cho anh chị làm 2 thửa. Mỗi thửa là một chiều 120, sâu cho 45 mét, lo cho anh chị là 500 mét đất thổ cư trên một thửa đó. Ở bên cạnh đây thì người ta cũng đang mua, người ta xây nhà yến rồi anh chị này. Lô đất hình chữ nhật luôn. Bên kia, cái đường bên kia thì cũng như vậy, nhưng mà dân ở đông hơn. Thì em sẽ để cái vị trí ở cái phần mô tả để anh chị dễ quan sát anh chị nhé. Còn đây là cái phần diện tích 1 xào 6, xây bao quanh, xây tường rào bao quanh rồi anh chị này. Đã có một cái nhà thái và có sẵn 400 mét đất thổ cư. Đây, anh chị hoàn toàn có thể lấy riêng phần này, là riêng cái nhà, hoặc là lấy riêng cái phần đất rẫy, hoặc là anh chị có thể lấy cả hai anh chị nhé. Đây, từ vị trí cái ngôi nhà này mà cách đường đi theo hướng này, đi theo hướng này là chạy ra quốc lộ 14 thì chỉ khoảng 2 cây số thôi. Còn đi theo cái hướng ngược lại đây là về Chư Sê. Về Chư Sê thì khoảng 4 cây số là ra trung tâm rồi. Nhà này theo em quan sát thì là hướng đông nam. Để em xem nào, lát em đo lại. Khuôn viên rất rộng. Toàn bộ cái phần diện tích 1 xào 6, 1.600 m² này thì đã được xây tường bao kiên cố nha anh chị, xây dày lắm ạ.
Đó, cái phía sau kia kìa, liền thửa là có 1 hectare. Khu vực này thì chủ nhà thiết kế sân vườn nhìn cũng tương đối là hiện đại đây anh chị này. Nhà thì có hướng là hướng đông ghế bắc nha anh chị, hướng đông ghế bắc. Cái tổng diện tích cái nhà này là bao nhiêu mét vuông anh? Anh, tổng diện tích ngôi nhà này là bao nhiêu mét vuông? Tổng diện tích khoảng 200 mét vuông. Hướng là hướng đông ghé bắc. Hướng đông ghế bắc thì buổi chiều ở đây rất là mát anh chị ạ. Anh chị này, em sẽ quay sơ sơ rồi lát nữa em sẽ để cái số điện thoại của chủ ở trên màn hình, anh chị có thể là liên hệ trực tiếp mà anh chị nói chủ nhà quay chi tiết hơn cho anh chị coi nhé. Nhà thì được thiết kế cũng tương đối phổ thông. Ở đây có một phòng này, phòng thờ này. Ở đây có 3 phòng ngủ. Đây. Đây phòng ngủ này. Cũng tương đối là phổ thông thôi anh chị. Đây phòng ngủ này. Bên đây một phòng ngủ nữa. Ở khu vực này là phòng bếp. Nhà thiết đối thiết kế thì tương đối là phổ thông. Khu vực kia là khu vực nhà vệ sinh và nhà tắm và sân phơi đồ. Em quay sơ sơ thôi, lát nữa em sẽ để cái số điện thoại của chủ nhà ở trên màn hình nhé. Anh chị có thể là gọi điện trực tiếp và trao đổi trực tiếp với chủ nhà. Có thể gọi điện là video rồi coi chi tiết hơn anh chị nhé. Và cái vị trí của cái lô đất thì em cũng sẽ để ở cái phần mô tả, anh chị có thể là tham khảo. Em xin nhắc lại nhé, tổng cái diện tích cái, trong cái khuôn viên này là 166, trong đó có 400 mét đất thổ cư và có một cái ngôi nhà như thế này. Ở đằng sau thì có 1 hectare thì có 2 mặt tiền đường, hồi nãy em đã nói rồi. Đó. Thì anh chị hoàn toàn có thể lấy riêng cái phần này, hoặc là lấy riêng cái phần sau, hoặc là anh chị có thể lấy một nửa phần sau và cái phần ở trên này. Đó. Thì tùy, anh chị có thể gọi điện trực tiếp với chủ nhà để anh chị thương lượng và tham khảo nhé. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm cần hỗ trợ về vấn đề pháp lý thì có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em theo số điện thoại là 0868 02 1102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây thì em xin phép dừng lại video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.